Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 41, Văn Quận Vương Phi. Lễ hội thanh liên ở Thịnh Kinh, náo nhiệt hơn cả Tết Nguyên Đán, không chỉ dân thường quan tâm, mà các phủ hầu và quan gia cũng thường đến cung hương. Phủ Văn Quận Vương ở phía Nam Thành, đêm nay cũng đèn đuốc sáng trưng. Đường Kim Văn Quận Vương là mục thịnh, kế thừa tước vị của cha mình. Lão Quận Vương và Tiên Hoàng từng là bạn thân, sau khi Lão Quận Vương qua đời, Hoàng thượng thương tiếc vị thần tiên đối đãi với phủ quận vương vô cùng trọng vọng, nên phủ quận vương rất hiền quý và tôn vinh. Trong viện yên tĩnh không tiếng động, chỉ có đèn lồng lưu ly phát ra ánh sáng lấp lánh. Một bà vú mặc áo xanh bưng một cái khay gỗ đi qua sân, vòng qua rèm châu tiến vào trong nhà. Trên chiếc ghế dài có màn bọc bảy lớp trải tấm đệm mềm, trên đó ngồi một mỹ nhân với kiểu tóc lười biếng mỹ nhân mặc váy dài màu hồng phấn viền bạc, trên tay đeo đôi ngọc trai hồng nhạt, làm cho khuôn mặt thêm phần dạng dỡ. Đây chính là con gái trưởng của Chiêu Ninh Công, hiện là văn quận Vương Phi, tên là Bùi Vân Thư. Bùi Vân Thư là con gái trưởng của Chiêu Ninh Công, cùng với thế tử Chiêu Ninh Công là Bùi Vân Ảnh là chị em ruột, lớn hơn thế tử 2 tuổi. Bà Vú đặt khay gỗ lên bàn, từ khay lấy ra một chén sư trắng, bên trong là thuốc nước màu nâu, chưa đến gần đã ngửi thấy mùi thuốc đắng bùi vân thư không nhịn được nhăn mũi bà vú cười nói vương phi đây là thuốc an thai vương phi chạm nhẹ vào bụng phẳng nhíu mày nói để đó ta uống sau bà vú cầm chén thuốc như không nghe thấy lời nàng cầm muỗng mốc một muỗng đưa đến miệng nàng cười nói phu nhân đừng chê thuốc đắng đây là lệnh của quận vương uống khi còn nóng mới có hiệu quả Bùi Vân Thư mắt lạnh, bên cạnh người hầu định nói gì, bên ngoài có người báo, Vương Phi, Thế tử Chiêu Ninh công đến. Bùi Vân Thư mặt mừng rỡ, cầm chén thuốc từ tay bà vú, đặt lên bàn, định đứng lên, người hầu phương tư vội vàng đỡ lấy nàng, vừa đi được hai bước, đã thấy có người tới trong bóng đêm dày đặc. Trong viện ánh trăng sáng tỏ, đèn lồng mờ ảo, bóng người thấp thoáng trong bóng tối, khi đến gần, đèn dưới mái hiên sáng hơn cũng chiêu rõ khuôn mặt người trẻ. Là một thanh niên mặc áo hoa văn vàng kim, áo dài thiêu hoa đoàn tròn, tóc dài buộc cao bằng mũ vàng, càng thêm đẹp đẽ, tựa minh châu tỏa sáng trong đêm xuân lạnh. Bùi vân thư được phương tư đỡ đi hai bước, thanh niên đã thấy nàng, chỉ mỉm cười, nắm lấy tay nàng, dìu vào trong phòng. Đợi bùi vân thư ngồi xuống, bùi vân ảnh mới bất đắc dĩ nói, đã nói rồi, chị thân thể nặng nề, Đừng ra ngoài đón em. Chỉ mới có thai, chưa lộ bụng, sao lại yếu đuối, đi vài bước có sao đâu?" Bùi Vân Thư cười trách. Bùi Vân ảnh liếc nhìn quanh phòng, đột nhiên cười nhẹ, giọng nói mang chút chế giễu, "Chị là vương phi, có thai, trong phòng ngoài phương tư, không có ai hầu hạ, quả thật không đủ yếu đuối. Nhà thường khi chủ nhân có thai, còn phải thêm người chăm sóc, phủ quận vương lại thế này, cũng thật bất ngờ." mặc dù nói cười, nhưng giọng lại lạnh lùng, bà vú mang thuốc cảm thấy mặt cứng đờ. Vương Phi tuy đẹp, lại là con gái trưởng của Chiêu Ninh Công, xuất thân và dung mạo đều không tệ, nhưng tính cách không dịu dàng, không được quận Vương sùng ái. Vương Phi nhiều năm không có thai, trong phủ, Bùi Vân Thư chỉ giữ hư danh Vương Phi, thường bị một người khác chèn ép. Giờ Vương Phi có thai, nhưng quận Vương cũng không để tâm, người trong phủ đương nhiên lơ là thường ngày còn đỡ vương phi giấu không để người khác biết nhưng hôm nay lại bị thế tử chiêu ninh công bắt gặp phải biết thế tử chiêu ninh công đại nhân đình tiền tư nhìn thì hòa nhã lại rất đẹp nhưng thủ đoạn cao cường ngay cả quận vương cũng sợ vài phần thực tế nếu không có vị đại nhân này bảo vệ e rằng địa vị của vương phi còn thấp hơn bà vú nghĩ ngợi vị đại nhân này từ khi vào phòng đến giờ chưa từng nhìn bà rõ ràng là cố ý làm bà khó xử bà không dám chọc giận chỉ cười chào hỏi bùi vân ảnh không thèm nhìn ánh mắt chỉ lướt qua cây khay trên bàn dừng lại ở chén thuốc nước nâu bà vú vội giải thích đây là thuốc ăn thai do quận vương lệnh nhà bếp sắc cho vương phi thuốc ăn thai à hắn ngẫm nghĩ đi đến bàn cầm chén thuốc đặt dưới mũi khóe môi khẽ cong bùi vân thư nhìn hắn bà vú có chút lo lắng Thanh niên mỉm cười, giơ tay, chén thuốc đổ hết vào chậu thủy tiên trên bàn. "Không tốt, hắn nhẹ giọng, quá đắng, sắc lại chén khác đi." Bà vú thở phào, gần nói, "Thế tử, thuốc làm sao không đắng, thuốc đắng dã tật mà." Bùi Vân Ảnh nhìn bà, gương mặt tuấn tú mỉm cười, giọng nói lạnh lùng, "Vậy thì sắc đến khi không đắng nữa." Bà vú không nói được gì. Bùi Vân thư lặng lẽ nói, bà ra ngoài đi, ta có chuyện muốn nói với thế tử. Bà vú bị áp lực không nói được gì, nghe thấy được phép, lập tức mang chén trống đi. Bà vừa đi, bầu không khí trong phòng mới dễ chịu hơn. Bùi vân thư lườm người đối diện, không có việc gì, sao lại dọa bà ấy. Đây đâu gọi là dọa, bùi vân ảnh không để tâm, cười, hôm nay trước mặt cả phủ quận vương giết bà ấy, đó mới gọi là dọa. Cậu lại nói bậy bùi vân thư không muốn nói chuyện này đổi chủ đề nói đi sao hôm nay lại đến không phải nói gần đây công việc bận rộn không rời đi được sao bùi vân ảnh cười trang trại gửi đến mấy giỏ vải tươi đặc biệt mang đến cho chị nhưng chị có thai đừng ăn nhiều bùi vân thư ngạc nhiên mặn cậu gửi trước đây tôi mới ăn xong giờ lại gửi vải cậu nghĩ chị là lợn sao nàng nói xong tự cười trước nhưng mận cậu gửi thật ngon, gần đây tôi nghén đến không ăn được gì, ăn mận của cậu lại đỡ nhiều, giờ dạ dày cũng không còn chua như trước. Đó là mận mới hái, tất nhiên là ngon, bùi vân ảnh nhớ mày, chị thích là tốt rồi. Tất nhiên là thích, trước không thích, giờ cũng thích, bùi vân thư nói, đột nhiên nghĩ đến gì đó, phải rồi, sắp đến lễ hội thanh liên, năm nay tôi có thai, không thể đi cùng cậu. Từ khi phu nhân Chiêu Ninh Công qua đời, năm nào lễ hội thanh niên bùi vân thư cũng cùng bùi vân ảnh lên chùa vạn ân thắp đèn cầu phúc nhưng năm nay nàng thân thể không tiện chỉ có thể chuẩn bị hương nến gạo dầu nhờ bùi vân ảnh mang lên bùi vân ảnh thở dài biết rồi hắn nhìn bùi vân thư chậm rãi nói yên tâm những lời cần nói tôi sẽ nói giúp chị cầu bồ tát bảo vệ con chị khỏe mạnh mẹ tròn con vuông an khang mãi mãi Bùi Vân Thư véo tay hắn, bực mình, nói bậy. Tôi rõ ràng cầu là mong cậu nhanh chóng gặp được cô gái mình thích, sớm lập gia đình, nếu không sau này mọi người đều có gia đình, chỉ có cậu cô đơn, chẳng phải đáng thương sao. Này, Bùi Vân Ảnh cười, chỉ vào mình, chị nhìn mặt tôi đi, như tôi đây, cần cầu Bồ Tát giúp sao. Mỗi lần đến phủ quận vương, khăn tay lượm được có mà cao như núi. Bùi Vân Thư nghe vậy, cười khúc khích đúng là thật, mỗi lần Bùi Vân Ảnh đến phủ quận vương, đám nha hoàn trong phủ đều đặc biệt nhiệt tình, ai nấy ăn diện như hoa như cỏ đổ xô vào viện này. Vì vậy, Bùi Vân Ảnh đến sau, không cho người gác cổng thông báo lớn. Bùi Vân Thư nhìn người đối diện, lòng cảm thán, không nói gì khác, dung mạo và hình thể của cậu em này thật sự khiến người ta thích. Nàng lấy chồng vào phủ quận vương, ai cũng biết nàng không được dùng, mỗi lần dự tiệc của các phu nhân, nàng và các tiểu thư quý tộc không nói chuyện được với nhau chỉ có bùi vân ảnh các phu nhân đó luôn tìm cách thăm dò chuyện hôn sự của thế tử chiêu ninh công đáng tiếc là hoa rơi có ý nước chảy vô tình thế tử chiêu ninh công mắt cao lớn như vậy chưa từng thích ai phí hoài một gương mặt đẹp nàng lại trò chuyện vài câu với bùi vân ảnh thân thể dần mệt mỏi phương tư đỡ nàng lên giường nghỉ ngơi lại tiễn bùi vân ảnh ra ngoài viện Đèn liu ly li lung lay trong gió đêm, nụ cười trên mặt thanh niên nhạt đi, đôi mắt đen sâu thảm hơn cả đêm tối. Phương tư đi sau, khẽ báo cáo, trong viện, các nhà hoàn khác đều bị người của chắc phi tìm cớ đuổi đi, chỉ còn lại mình nô tì. Vương phi sợ gây chuyện, không cho người mới vào, nhưng chắc không chống đỡ được lâu. Trà nước trong phòng đều không dám động vào, vương phi lén đổ đi. Phương tư do bùi vân ảnh sắp xếp vào phủ. Bùi Vân Thư là con gái trưởng của Triều Ninh công, dù không được quận vương sủng ái, nhưng người trong phủ không dám mưu hại tính mạng nàng. Nhưng vương phi có thai lại khác. Nếu vương phi sinh con trai, đó sẽ là thế tử quận vương. Trên đời này phú quý nguy hiểm tìm cầu, chỉ cần lợi ích đủ lớn, chuyện gì cũng dám làm. Vì vậy, vì Vân Ảnh cho phương tư vào phủ, âm thầm bảo vệ Bùi Vân Thư. Hắn dừng lại dưới đèn nói vài ngày nữa tôi sẽ cho thêm hai người vào phương tư cúi đầu vâng phủ đông người tập nham chắc chắn có người biết thân phận cô một khi bị bắt được khai ra tôi là được vâng nếu có người hại vương phi bảo vệ vương phi là trước tiên đừng giết mục thịnh vâng hắn dừng lại một chút mới tiếp tục giết cũng không sao trong đêm đen không thể xuyên thấu hoa nở rực rỡ như có bóng người thấp thoáng hắn nhìn thoáng qua sau mỉm cười giọng nói thở ơ nhưng tàn nhẫn giết rồi tôi chịu trách nhiệm phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn